sửa luật bảo hiểm xã hội đưa ra phương án người lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu mà yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì chỉ được rút phần mình đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội là 8% thay vì nhận 22% như quy định hiện nay. Còn phần của người sử dụng lao động đóng chiếm 14% sẽ để lại quỹ và sử dụng theo nguyên tắc chia sẻ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đưa ra lý giải về đề xuất này. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người lao động đang đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ phần lương hàng tháng. Chủ sử dụng lao động đóng 14% vào quỹ này, như vậy tổng là 22%. Lý giải cho phương án này, các chuyên gia cho rằng đây là thông lệ quốc tế vì bảo hiểm các nước không cho phép rút bảo hiểm xã hội một lần nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân khi hết tuổi lao động. Bên cạnh đó, phần chủ sử dụng lao động đóng vào quỹ được kết cấu vào giá thành sản phẩm và dịch vụ. Do vậy, khi được xã hội tiêu thụ sản phẩm dịch vụ đó, nghĩa là xã hội đóng phần này và chủ sử dụng lao động chỉ là người đóng thay. Đây là nguyên nhân của câu chuyện, phần xã hội đóng thì sẽ giữ lại.